ចឹងខ្ញុំជីប្រហែលជា5-10 ទីអីគឺដល់ហើយណាចាគឺងាយស្រួលជិះមែនតើផ្លូវនោះគឺផ្លូវជិះ
ផ្លូវគឺមានផ្លូវតទេគឺផ្លូវធ្លុះណាចាផ្លូវ
lời khu tự bay chật môi tạm đồng trong đi tăng lỡ tầm lại xong rồi cha ai được tôi dọc màn á cha xong khăn cứ mà mở tí tăng á cha mà mở tí tăng á cha bông thằng là bông cha con bông thằng là cam đo lên á cha đã tận lên mau của tha ở bên là kia cho bác chính nhóm mê cha đã lên mà nét sao mình là kia cho bác chính nhóm cha cha like ok cha con bông con thằng là cam đo lên á trong mẹ thế cho này con cha bà đóng khoảng ta không muốn lên mà ở cả bạn tê cha mình tích tiền đi tập về Đài Loan con thơ ấy hay hay nhưng nó từ từ lai đi ở phơi mà đong đấy mình ta là lai con tập công bài thơ cho nào cho lại nào không sang xong ấy khai lai lai ấy xin mỏng lẹo mà cha chân ở lỡ lai nên nông vừa rời sân đấy chân bông bông con một con chiến thắng con ngay tha ở tiệm nông cứ đi về sang xong ca này hao dù ở cũng hơi bông về mãi chập đam tên nhé về đèn bóng ấy chập đam tên chập đam mong lui kia sập rộng sùng rộng thưa tiệm nông ai lươn tay mà đong đấy cũng hơi cha cha vui bánh tiệm mong mong này con chua tiệm kê chẳng anh em con chua tiệm kê ấy chẳng thứ có hiền mặt tên nhé một tha tiệm toàn hai lỡ nhưng có đo dụng bói ai con quên tiệm nông gặp chú bia cha dạng du và hai chia phèo khai tiền tăng tư của tha dương khát tập phèo khai và tái dương mang tin tăng lo nhé cha chống mẹ bông bông này con mình chồng ngờ lấy ai không muốn xa xô không muốn ai lên mà gặp an đây nhé cha đã tận lên mà thôi còn khay mở ở cho lên tân an đây nhé hay ba chập ban nick tiếng dương cứ sang sang mang chờ mình tên thì ấp chưa mơ nhé cha mơ ở hao yên thì sang sang đi ở phơi mộc cha cho phơi mộc phơi phong mặt tay lại cái này tha do hay cái do hay ở chỗ một lần cha nên cứ té dương cơ mình chờ nằm hôm chờ nằm lại mình tan cha trong bong bong mà mở đi tăng mắc cơ tình hình mình không nóng tê hay sự mệt lâu quên cha cứ lâu bệt to xa tay mà đau của con tao của con nương ấy cứ mình thái sẽ tay mà đau nhé cha mà mở đi tăng mà nhé tình hình ngay na tình hình mong na mà mở đi tăng hay cũng lấy kẹt tông mà ôn phong cha từ xa tay nhiều chờ cha chờ lắm thì chẳng anh nè chẳng hay rô rôn mà mở tí tăng ở khăn nghiệp nọ chả tha ngày sau ngày tự ấy gặp ban nên tình này ngày nam mà ngày nắng mà mở lứa nào của tha tí tăng ở là kê mau muốn kịp màn muốn hơi cha ta là kê mau cai ban tí tăng ở cai hơi cha chẳng rô rôn lang mà rô rôn lang mẹ ta lại buồn mờn bao phốn nó sao tập pi là về tê cha nó sao tập pi là về tê nó buồn mờn bao phốn sang xe pi lần nè cha mẹ ta lại buồn mờn pi phốn à buồn mờn pi phốn buồn mờn bao phốn ở sang xe pi lần nè bốc lên chấm rồi bang mai đã lang ta lơ mang pi lần tiên cha mình tập bộ cha tham free tập bộ nè cha chẳng rô rôn lang mẹ bong bong này con cha bà rắm cha mẹ một cái quên sao tập bang mai lang nè cha hai cô ca mong ấy cứ dừng ai sửng đồ chôn là thẹn chôn cha ai sửng đồ mà đây cũng thầy nè cha cha mà lớn mình chung ngọt ấy tiết ai không muốn xả xô man cha mẹp tổng hôn tế nhập man chị hay nè cha tổng hôn cha bị buôn mát cả lá con buôn mát cả lá con nông còn buôn mát đọc đọc là mối mát cha buôn mát đọc bi mát đọc bay đọc buôn đọc phép đọc phòng mối nè cha cứ sẵn ta dùng mình ơn sửa đồ nông ơn cha tiết chị bằng hên tiết là quầy nè cha cứ nghe sửa nông nông ca ru nông nông bằng ợp chìm cặp phòng này chứng mẹ bông bông này quan trọng mát tiết nông mà đông chạy ca đông ru ruôn lăng nè cha ru ruôn lăng mà mở tí tăng được ốc nè cha ní cứ tiết dương cục cục tại sang xong nè cha tiết dương cục cục tại sang xong to thằng đông nè mẹ chua nè cứ cái giọ hay nè cha chua nâng ở tầm hôn với đọc phòng mũi mệt cha đọc phòng mũi mệt bằng tay ta lại hiện kre đây cha ok trong bông bông này con mới chừng mà lấy ai không muốn xả xô man cha không muốn xả xô mà bằng khoa chất khoa chất khoa nát tích tiện nhập tờ lại đi tăng lâu ấy mơ bằng tay ta xa nâng một kê cục bông tài thơ ấy kê vì hiếng thong tiện trong cửa man con tự ba nè cha đã xa tới kê cục bông ở lại kê cục bông tài thơ ấy chẳng anh em chiêu còn bám cái thơ ấy chẳng anh em cha chẳng ở sao lấy ai không muốn xả xô nhập man nè cha sẽ mẹp tiếp cư mê tử lái chạp bị buôn mơn ba bò lăng tớ cha đi ăn tổng hôn tiếp với chạp bị buôn mát cả lá con nâng bằng buôn mát đo đọc là mùi mát chắc và chạp mắt tiếp chi bằng phê tiếp là về nhà sổ rô bằng mít ông bằng mít này mình bật tục kênh bi bật tục tập bay đẹp bài môn bật tục đục nhiều môi sẽ mẹp sổ rô sẽ mẹp ông bây mình bật tục kênh buôn bật tục tập bàm đẹp bài môn bật tục nhiều môi cha free free the ball nè cha free the ball hay free nhạp cha khăn mốc xo chắc bị phèm mát cha phèm mát khăn khói xong bằng mạng kỳ lạc nè cha
ងជ័យមកជីប្រហែលជា10នាទីណាចាជីទៅ10នាទីបើគិតចេញពីស្ពានដែកចកាដងមកតាមមកកន្លោដីណាគឺមកដល់ហើយហើយទីតាំងនេះគឺសម្បូរសាលាសម្បូរទី8អីផ្សារអីគឺនិយាយទៅតំបន់នៅក្នុងក្រុងមកដល់ស្រាប់អីមិនខ្ញុំរាយរាប់ទេណាចាបច្ចុប្បន្នគឺយើងមិនមែននៅក្នុងជាជ័យអីផ្លូវជាលេខ3លេខ4លេខ5អីទេចាគឺយើងនៅម្ដងចកាដងស្ទប់ចកាដងតែម្ដងណាដែលឡើងទៅឡើងទៅតិចគឺដល់ផ្សារចកាដងតែម្ដងចាប៉ុន្តែទីតាំងយើងគឺអត់ទេគឺយើងមកខាងនេះវិញគឺមកខាងសាលាកសិកម្មចកាដងវិញណាចាមានរោងចក្រក៏មានចាពេលរោងចក្រចេញមកគឺដើរវិញដល់តែម្ដងចាចាអញ្ចឹងមានចំណងអីអាចខ្ញុំសាកសួរបានណាតើតោះពីតំបន់ផ្ទះតម្លៃផ្ទះអំពីការបង់លួងចាបង់លួងគឺយើងអាចធ្វើការបង់បានចាហើយសម្រាប់ការកក់វិញកក់ចាប់ពី500ឡើងណាចាកក់500បើទីតាំងហើយសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់មកមើលទីតាំងអីគាត់ថាខមមិនលេខទូរស័ព្ទមកគឺខាងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូនពីទីតាំងឲ្យបានច្បាស់ណាចាអត់ស្គាល់ទីតាំងអីគាត់ថាតលាក់លេខមកចាហើយបច្ចុប្បន្នផ្ទះយើងមានថតទំហំច្រើនតម្លៃណាក៏លោកបងគាត់មកក្រោយក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងនិយាយរៀងតដែរតិចអីចាគឺយើងមានចាប់ពីទំហំ4ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង9ម៉ែត្ររហូតដល់16ម៉ែត្រណាចា10ម៉ែត្រ12ម៉ែត្រ13 14 15 16ណាចាកែងអីក៏នៅសល់ដែរអញ្ចឹងរួមរាល់ណាចាមកមើលទីតាំងបងអស់គ្នាមកដឹងថាតំបន់នេះចរាចរណ៍បែបណាណាចាបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានសមាហេតុនៅទូនមកនឹងហើយស្រាប់ហើយចាអ្នកបងមកតែគាត់គិតថាទិញនៅនេះមានកូនហ៊ានអីមិនភ័យគឺសាលានៅចិត្តក៏មាននៅនិយាយទៅនៅចិត្តនឹងមកកណ្ដោសាលាណាហួសបរិយភពថ្មីមកតិចទេចាចានិយាយទៅទីតាំងមកហួសបរិយភពថ្មីចកាដងតែតិចគឺដល់ហើយណាចាតំបន់អូននៅចកាដងគឺងាយស្រួលលក់ដោយសារតែចាតំបន់អូនទីតាំងល្អហើយចិត្តក្រង់ជាងគេណាចាចិត្តក្រង់ណាមិនមែនដូចនៅទៅដល់ចាប៉ាជាលេខ3 14អីឯងគឺដល់ចិត្តមែនតើណាស្គាក់ពងពងតែគាត់នៅកណ្ដាលក្រង់ចាចង់បានផ្ទះចង់បានចាតែខាងកំពុងតែស្មៃរកទិញផ្ទះត្រូវតែដឹងទិញណែមកមើលចកាដងលេខលេសិនមកចាមកមើលលេខលេសិនមកចាឲ្យដឹងពីសំណង់ផ្ទះចាពីព័ត៌មានអំពីផ្ទះយើងណាហើយអស់អ្នកឆ្ងល់ហើយណោះបានតែឃើញអ្នកខមមិនសួរទៅចាឆ្ងល់ឲ្យសួរណាហើយផ្លូវនេះគឺផ្លូវ9ម៉ែត្រផ្លូវបេតុងចាកម្រាស់មកទឹកកន្លះណាចាផ្លូវបេតុងគឺទលីមែនតើឡាន2 3ម៉ោងគឺអត់មានស្ទះទេចាហើយផ្ទះនេះគឺយើងអាចតឡើងបានណាចាយើងមានហ្វ្រីដាបលហើយបច្ចុប្បន្នយើងមានផ្ទះអឺ0និងផ្ទះអឺអងចាមានបន្ទប់គេង2បន្ទប់ទឹក3ផ្ទះម៉ាយ1និងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ1ចារីឯអឺអងវិញមានបន្ទប់គេង4បន្ទប់ទឹក5ផ្ទះម៉ាយ1បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ1ហ្វ្រីដាបលណាចាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងអីក៏មានថយស្ថិតតែម្ដងបច្ចុប្បន្នផ្ទះសាងសង់បានចាប់ពី 50% រហូតដល់ 70% ឡើងណាមានរហូតដល់ 250 លវែងឯណោះចាច្រើនមែនតើសម្រាប់បងមកទិញចង់មាននិយោគទុកចំណេញក៏បានទិញទុកព្រោះនៅក៏បានចាទិញទុកចូលក៏បានដែរព្រោះការតំណល្អទីតាំងល្អចាហើយមួយទៀតគឺឱកាសល្អណាបងយកមកលវែងចាយកដាក់លេខមកបងចាដាក់តលេខមកណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាជនឯកតចង់មកមើលទីតាំងអីគ្រាន់តែ comment ជាលេខទូរស័ព្ទមកណាចាចង់បានទីតាំងល្អឯងខ្ញុំនឹងណែនាំជូនចាពួកថានៅកែងមួយនោះល្អណាចាំឲ្យកន្លែងគូថ្លៃទៀតដល់60,000ជាងឯងចាតែសម្រាប់ប្រជាជនពិសេសដែលគាត់ comment លេខចាមកមើលថ្ងៃស្អែកហ្នឹងខ្ញុំនឹងនាំគាត់ទៅណាចាស្អែកយកលុយទៅកក់អូយល្អមែនតែនចាចង់បានខ្លាំងណាស់ណោះចាកូនបងសម្រាប់ការផ្ដល់លេខស្អែកយកលុយមកកក់ទៀតអូយខ្ញុំមានសុខខំច្រើនណាស់អញ្ចឹងចាអរគុណបងអរគុណចាមកកក់ឥឡូវគឺមានការ discount ជូនណាចាបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី500រហូតដល់1500ដុល្លារចាសូមផាត់តម្លៃចាបងតម្លៃគឺធូរថ្លៃទេបងចាប់ពី40,000បាទផងឡើងទៅណាធូរថ្លៃតែវាធូរថ្លៃផ្សាយវានៅក្នុងក្រុងបងអ្នកខ្លះថាអូនតម្លៃប៉ុណ្ណោះថ្លៃម៉េចចាតែសំខាន់គឺនៅក្នុងក្រុងចាផ្ទះឥឡូវពិបាកហោណានៅក្នុងក្រុងហ៎ចាជាពិសេសផ្ទះនៅម្ដុំចកាដងគឺទីតាំងល្អមែនតើជួយប្រាប់កាយផងផលាវងដល់ហើយបងតែខ្ញុំប្រាប់ណាតម្លៃវាតែ60,000 68,000 69,000ទេ
จ้าบ้านเนี่ยโลนซิงก็ยังปีเดียวเองเออเก่าอ่ะจ้าคลังอ่ะแจ้มอ่ะแล้วช่วยแชร์ช่วยไลค์ดองเต็มมากจ้าแล้วถึงแบบอยู่วันนี้ออนไลน์มันต้องอยู่ช็อตนะเนี่ยมาจังบ้องแต่ต้องอ่ะคนนี้ไหนก่อนจะมารับจังมือติ๊กตังไอ้รูร้อนล่างจ้าติ๊กตังอ้อนุ่มปอนอ้อในจักรโดนอะไรเตี้ยระเบิดกับงามจักรโดนตัวแต่มาโดนจ้าเพิ่มเป็นต้องเป็นห้อยเซ็ตกับป้อมต่อกับป้อมตรงป้อมลู่